Hải Núi xin chào cô chú anh chị và các bạn nha. Chúc cô chú anh chị và các bạn có một ngày mới vui vẻ và hạnh phúc, gặp được nhiều may mắn trong cuộc sống hàng ngày. Thì hôm nay mình sẽ đi ra mình cuốn cái dàn câu cá dồn hay còn gọi là cá tra đó, mình đi văng hồi chiều hôm qua. Giờ Hải Núi xin mời cô chú anh chị và các bạn đi theo mình tham câu nha. Hả? Đi thăm không có vô. Sao đục nước hết trơn ta? Giang đi đâu sớm nữa. Cái tay đó có cầm dầm được không ha? Giang đó. Rồi có mấy tay đá luôn rồi. Giang đầu bự. Đi hai con người gì lắm. Linh hay gì á? Ăn lé gì á? Tới chỗ cuốn câu rồi nha các bạn. Mà tối mình đi thăm được cũng được 2 con. Giống tối rồi. Cái khúc đằng kia. Sáng trời âm u nữa. Mưa nữa. Hơi lông găm rồi đó. lá gì á. Cá chì. Cá chì. Nó này là quần dữ thôi. Cái dây nặng quá nè. Lò ra giữa đó. Hay là vụt đầu kia rồi. Lúc này nó xích bên kia kìa. Lúc này cắt lỗ một cây. Cây kia con, ruột con. Đi rồi, đi quạnh rồi, sắp hết câu rồi. Sắp hết câu rồi, không còn hết. Sáng này chạy quá rồi. Dính bọc không? Cá không dính mà dính bọc không? Sau này nó trôi dưới sông dưới ta. Nó chảy. Để lâu tới sáng dính nhiều hả? Cá nào bự bự không hả? Ngon lắm. Có chỗ này dính con nữa nè. Dính cá bự rồi. Đó. Lên tim nữa rồi. Cá trì á. Những cá này to luôn. Rồi, xong rồi các bạn ơi. Méo rồi. Rồi về thôi. Hai con nè, hai con. Đây. Đấy các bạn ơi, thành quả của mình nha các bạn. Đây là hai con cá dột, cá tra nha các bạn. Thì mình đi thăm câu buổi tối, nhưng mà hồi tối mình không có làm món ăn, cho nên là mình kết thúc cái video phần 1 hồi tối. Rồi sáng nay mình đi ra mình thăm, nhưng mà nó không có dính các bạn ơi. Sáng bị méo rồi, cho nên là mình sẽ làm cái món cá tra tả bến lù. Thì mình cũng xin chia sẻ với các bạn là cái món cá tra tả bến lù này thì nó cũng đơn giản các bạn ơi. Thì đây là rau sống ăn kèm để cuốn bánh tráng nè. Đây mình có bánh tráng nè, rau sống các loại nè, đây hẹ nè, dưa leo, giá, củ hành tây này thì một tí mình sẽ cho vô trong cái nồi nước lẩu nha các bạn. Còn cái củ khoai tây này thì mình để mình tỉa hoa trang trí cho vui nha các bạn. Thì cái nguyên liệu của mình ở đây thì nấu nước lèo thì đơn giản thôi các bạn ơi. Đây là giấm gạo nè, còn đây là tiêu, đây bột ngọt, đường, muối. Ở đây là nước dừa tươi. Còn cái này là nước mắm chua ngọt có đậu phộng nha các bạn. Mình thay thế cho mắm niêm. Tại vì do tình hình dịch bệnh mình không có đi chợ được, cho nên là mình không có mắm niêm, thì mình thay thế mắm chua ngọt đậu phộng. Thì cái trong cái nước lẩu này thì mình trong đây là mình có sả với tỏi nè, mình phi nè, xong mình đổ nước dừa vô. Đây là 1,5 lít nước dừa nha các bạn. 1,5 lít nước dừa, 1 chén ăn giấm gạo, xong mình cho nó sôi rồi mình nêm nha các bạn. Giờ thì mình sẽ tiến hành mình làm cái gỗ rau để mình cuốn bánh tráng. Đây là hẹ giá thì mình vẫn để bình thường. Củ hành này thì mình sẽ chẻ đôi ra. để mình làm cái bông các bạn. Làm cái bông cho vui mà. Bông khoai tây. Đây Quang ơi, mình có một cái bông. Rồi, cái nước lẩu mình sôi rồi, giờ mình nêm nha các bạn. Mình cho vô tí tiêu. Đường. Nước muối cho mấy cái đầu cá này vô cho nó ngọt cái nước lẩu nha các bạn. Rồi còn cái thịt thì mình phi lê ra, mình ăn tới đâu mình nhúng mình cuốn bánh tráng tới đó. Cho mấy cái xương này vô cho nó ngọt. Cá mình phi lê nha các bạn. Quá trời nhiều luôn mà. Xong. Rồi, đây là mình nước lẩu mình cũng xong rồi các bạn ơi. Mình chỉ việc mình dọn ra là mình thưởng thức thôi nha các bạn. Đây mình cho cái củ hành này. Đây mình cho củ hành này vô trong cái nồi nước lẩu nha các bạn. Mà xong nha các bạn. Rồi mình dọn ra các bạn ơi. Món ăn của mình đã xong nha các bạn. giờ mình dọn ra đây rồi gia đình mình ăn cơm nha các bạn. Rồi. Quá ngon, quá ngon. Bể Núi cũng xin mời cô chú anh chị và các bạn dùng món cá tra tả bếm lù cùng gia đình mình nha cô chú anh chị và các bạn. Bông cuốn ra bà, cuốn là nó ngon quá. Bánh tráng. Cuốn mẹ ăn miếng đi. Mẹ về ăn bánh tráng tả bếm lù nha. Đấy, bánh đi. Đúng đi. Bệnh này không có đi chợ búa đâu, mắm đi. Mình ăn nước mắm chua ngọt, đậu phộng là ngon rồi. Biết rồi. Im qua. Được. Ngon. À, Bể Núi xin mời cô chú anh chị và các bạn một miếng cuốn cá tra. Tử rồi. Quay làm cuốn ra kìa. Bể Núi cũng xin phép mời cô chú anh chị một cuốn nữa nha. Xong rồi mình sẽ kết thúc video tại đây. Hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn trong những video tiếp theo. Chúc cô chú anh chị và các bạn có một ngày thật vui vẻ và hạnh phúc, gặp được nhiều may mắn trong cuộc sống hàng ngày nhé. Ngon quá. Ngon ăn gì? Lâu lâu ăn ngon. Tình quá, ăn ngon. Sáng là bị méo à. Hy vọng buổi sáng nữa mà buổi sáng bị méo à. Sợ nhiều khi dính là cái thôi. Mình cũng xin chào cô chú anh chị và các bạn nha. Rồi, chơi đi.